CM đấy à. Fiji. Một cái quần đảo. Thường thì những cái quần đảo nó thường chơi những cái môn thể thao biển, ít khi đánh cờ vua. Chơi cờ vua chán òm. Đi lướt sóng phải sướng hơn không? Thích đánh kiểu hy sinh à? Ok. Kiểu gì chết thì sẽ chơi. Chưa biết định nhập thành thế nào. CM bánh hy sinh tượng. Phải công nhận là thế trận rất khó khó lường trong cái bản đấu này. Giờ sao đấy bạn? Đưa mã lên. CM đang mất rất nhiều thời gian suy nghĩ. Bản thân anh không chơi quen với kiểu thế trận này. Chịu thua rồi. Tưởng thế nào?